Lại nữa, thiện hiện, làm sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở trong tất cả pháp, vô tưởng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, có thể viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu địa tướng mà tu tinh tấn. Đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn, thân tâm rỗng mãnh, do đó có thể nhập vào và an trụ trọn vẹn trong sơ thiền, có thể nhập vào và an trụ trọn vẹn trong đệ nhị, đệ tam và đệ tứ thiền. Nương vào đệ tứ thiền, phát khởi vô lượng phép thần thông biến hiện, cho đến dùng tay nắm lấy nhật nguyệt, xoay vòng tự tại chẳng cho là khó. Vì thành tựu tinh tấn, thân rỗng mãnh, nên dùng sức thần thông, trong khoảng giây lát có thể đến vô lượng trăm ngàn thế giới chư Phật ở phương khác. Lại dùng các thứ thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, hương hoa, phan cái, đèn đuốc, chân bảo, kỹ nhạc, thượng diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Do thiện căn này quả báo vô tận, cho đến dần dần chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do thiện căn này đắc bồ đề rồi, lại vì vô lượng trời người, a tố lạc, vân vân trong thế gian, dùng vô lượng các thứ đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, hương hoa, phan cái, đèn đuốc, chân bảo, kỹ nhạc, thượng diệu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Do thiện căn này sau khi nhập niết bàn xá lợi và các đệ tử vẫn được vô lượng trời người a tố lạc vân vân trong thế gian, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Đại Bồ Tát ấy lại dùng thần lực có thể đến vô lượng trăm ngàn thế giới chư Phật ở phương khác, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp, nghe rồi thọ trì chẳng bao giờ quên mất, cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đại Bồ Tát ấy lại dùng thần lực thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tinh cần tu học trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết tướng được viên mãn rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, truyền pháp luân mầu nhiệm độ vô lượng chúng sanh. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thành tựu tinh tấn, thân rỗng mãnh, nên có thể khiến cho tinh tấn Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thành tựu tinh tấn, tâm rỗng mãnh, nên có thể khiến tinh tấn Ba La Mật Đa mau được viên mãn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì thành tựu tinh tấn, tâm rỗng mãnh, nên có thể mau viên mãn đạo vô lậu của chư thánh và đạo chi sở nhiếp là tinh tấn Ba La Mật Đa. Do đó có thể khiến cho tất cả nghiệp thân ngữ ý bất thiện không có chỗ dung chứa để phát khởi. Đại Bồ Tát ấy chẳng bao giờ thủ trước sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước thọ tưởng hành thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước nhãn xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước sắc xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước nhãn giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước sắc giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh,
hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng bao giờ thủ trước nhãn thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước nhãn xúc, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước địa giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước nhân duyên, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước vô minh, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước cảnh giới hữu vi, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước cảnh giới vô vi, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước dục giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước sắc vô sắc giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước cảnh giới hữu lậu, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước cảnh giới vô lậu, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước sơ thiền, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước từ vô lượng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước bi hỷ xả vô lượng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước định không vô biên xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước bốn niệm trụ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước pháp môn giải thoát không, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước bố thí ba la mật đa, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước pháp không nội, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước chân như, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước thánh đế khổ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước thánh đế tập diệt đạo, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước tám giải thoát, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước tất cả pháp môn đà la ni, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước năm loại mắt, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước sáu phép thần thông, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly.
Chẳng bao giờ thủ trước 10 lực Phật, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước đại từ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước pháp không quên mất, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước tánh luôn luôn xả, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước trí nhất thiết, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước quả dự lưu, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả bị độc giác, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng bao giờ thủ trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Cũng chẳng thủ trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Đại Bồ Tát ấy chẳng bao giờ thủ trước. Đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, là A-la-hán, là độc giác, là Bồ Tát, là Như Lai. Cũng chẳng thủ trước hữu tình như thế, vì thấy đầy đủ nên gọi là dự lưu. Hữu tình như thế, vì hạ kiết mỏng nên gọi là nhất lai. Hữu tình như thế, vì hạ kiết hết nên gọi là bất hoàn. Hữu tình như thế, vì thượng kiết hết nên gọi là A-la-hán. Hữu tình như thế, vì đắc đạo độc giác nên gọi là độc giác. Hữu tình như thế, vì đắc trí đạo tướng nên gọi là Bồ-Tát. Hữu tình như thế, vì đắc trí nhất thiết tướng nên gọi là Như Lai. Vì sao? Vì pháp bị thủ trước và các hữu tình đều không có tự tánh có thể thủ trước, nên Đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn tâm dõng mãnh, tuy làm việc lợi ích cho các hữu tình nhưng chẳng tiếc thân mạng. Mà đối với hữu tình hoàn toàn không sở đắc, tuy có thể viên mãn sở tu là tinh tấn Ba La Mật Đa, nhưng đối với tinh tấn Ba La Mật Đa hoàn toàn không có sở đắc, tuy có thể viên mãn tất cả Phật Pháp, nhưng đối với Phật Pháp hoàn toàn không có sở đắc, tuy có thể nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nhưng đối với cõi Phật hoàn toàn không có sở đắc. Đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn thân tâm như vậy, tuy có thể xa lìa tất cả ác pháp, cũng có thể nhiếp thọ tất cả thiện pháp, nhưng không thủ trước. Vì không thủ trước nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, từ thế giới này đến thế giới khác, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên các việc thần thông muốn thị hiện đều có thể thị hiện tự tại vô ngại. Nghĩa là hoặc thị hiện mưa các hoa quý, hoặc lại thị hiện giải các hương thơm, hoặc lại thị hiện tấu các kỹ nhạc, hoặc lại thị hiện làm chấn động đại địa, hoặc lại thị hiện bảy thứ báu tuyệt diệu để trang nghiêm thế giới, hoặc lại thị hiện thân phóng hào quang, khiến chúng sanh đuôi mù đều được thấy rõ, hoặc lại thị hiện thân xuất hương vi diệu, khiến các thứ xú uế đều được thơm sạch, hoặc lại thị hiện thiết lập miếu thờ lớn, ở trong đó chẳng não hại các loại hữu tình, nhân đó hóa đạo vô biên hữu tình, kiến nhập chánh đạo, xa lìa giết hại sanh mạng, xa lìa không cho mà lấy, xa lìa dâm dục tà hạnh, xa lìa lời nói hư vọng,
xa lìa lời nói ly gián, xa lìa lời nói thô ác, xa lìa lời nói tạp uế, xa lìa tham dục, xa lìa sân nhuế, xa lìa tà kiến. Hoặc dùng bố thí nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tịnh giới nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng an nhẫn nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tinh tấn nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tịnh lự nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng bát nhã nhiếp thọ các hữu tình, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, hoặc xả của báu, hoặc xả thê tử, hoặc xả ngôi vua, hoặc xả các bộ phận của thân thể, hoặc xả sanh mạng, tùy các hữu tình đáng dùng phương tiện như thế mới được lợi ích, liền dùng phương tiện như thế mà làm lợi ích cho họ. Này thiện hiện như vậy, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tâm lực vô lậu lìa các tướng, nên ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn tinh tấn ba la mật đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Lại nữa thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn tịnh lự ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu tịnh lự. Đại Bồ Tát ấy trừ định Như Lai, đối với các định khác đều có thể viên mãn. Đại Bồ Tát ấy có thể xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, an trụ trọn vẹn. Tầm từ tịch tịnh ở trong tâm thanh tịnh bình đẳng chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền, an trụ trọn vẹn, ly hỷ trụ xả, chánh niệm chánh tri, thân thọ lạc, Phật dạy nên xả, nhập đệ tam thiền, an trụ trọn vẹn, đoạn lạc đoạn khổ, cái vui cái buồn trước tan biến, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy dùng tâm câu từ duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn, dùng tâm câu bi duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn, dùng tâm câu hỷ duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn, dùng tâm câu xả duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy vượt các tướng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vô biên không, không vô biên xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả thứ không vô biên xứ, nhập vô biên thức, thức vô biên xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả các thứ thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn. Vượt tất cả các thứ vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng xứ, an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự ba la mật đa, đối với tám giải thoát, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn. Đối với tám tháng xứ, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn. Đối với chín định thứ đệ, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn. Đối với mười biến xứ, có thể nhập theo chiều thuận nghịch an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy có thể nhập tam ma địa không an trụ trọn vẹn, nhập tam ma địa vô tướng an trụ trọn vẹn, nhập tam ma địa vô nguyện an trụ trọn vẹn, có thể nhập tam ma địa vô gián an trụ trọn vẹn, có thể nhập tam ma địa như điển an trụ trọn vẹn, có thể nhập tam ma địa thánh chánh an trụ trọn vẹn, có thể nhập tam ma địa kim cang dụ an trụ trọn vẹn. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự ba la mật đa, tu 37 pháp phần bồ đề và trí đạo tướng đều khiến viên mãn. Dùng trí đạo tướng nhiếp thọ tất cả tam ma địa rồi, lần lượt tu vượt qua bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, tu các địa hạnh viên mãn Phật địa. Đại Bồ Tát ấy tuy đối với các bậc lần lượt tu vượt qua, nhưng ở khoảng giữa không thủ trước quả chứng, cho đến khi chưa đắc trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự ba la mật đa, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật trồng các căn lành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, từ thế giới này đến thế giới khác làm lợi ích cho các hữu tình, thân tâm không mệt mỏi, hoặc dùng bố thí nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tịnh giới nhiếp thọ các hữu tình,
hoặc dùng an nhẫn nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tinh tấn nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng tịnh lự nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng bát nhã nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng giải thoát nhiếp thọ các hữu tình, hoặc dùng giải thoát tri kiến nhiếp thọ các hữu tình, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả dự lưu, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả nhất lai, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả bất hoàn, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả a la hán, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả vị độc giác, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ bậc đại bồ tát, hoặc giáo hóa hữu tình an trụ quả vị giác ngộ cao tột. Tùy theo thế lực thiện căn và thiện pháp tăng trưởng của các hữu tình mà dùng các thứ phương tiện khiến họ an trụ. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa có thể dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể đắc bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng, có thể đắc thần thông dị thục thù thắng. Đại Bồ Tát ấy do đắc thần thông dị thục thù thắng nên quyết định chẳng nhập lại mẫu thai, quyết định chẳng thọ lại thú vui dâm dục, quyết định chẳng nhiếp thọ lại sanh nghiệp, cũng lại chẳng bị tội lỗi trong đời sống làm nhiễm ô. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy khéo thấy khéo đạt tất cả pháp tánh đều như huyễn hóa. Tuy biết các hành đều như huyễn hóa, nhưng nương vào bi nguyện làm lợi ích hữu tình. Tuy nương vào bi nguyện làm lợi ích hữu tình nhưng đạt được hữu tình và sự an lập ấy đều chẳng thể nắm bắt được. Tuy đạt được hữu tình và sự an lập ấy đều chẳng thể nắm bắt được, nhưng có thể an lập tất cả hữu tình, khiến họ an trụ trong pháp bất khả đắc, nương vào lý thế tục, chẳng nương vào thắng nghĩa. Đại Bồ Tát ấy an trụ tịnh lự Ba La Mật Đa, tu hành tất cả tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí cho đến viên mãn sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xả ly sở tu là tịnh lự Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy hành trí đạo tướng, phương tiện dẫn phát trí nhất thiết tướng an trụ trong đó vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí tương tục. Vì Đại Bồ Tát ấy có thể đoạn trừ vĩnh viễn tập khí tương tục nên có thể tự lợi và lợi tha chính đáng. Vì Đại Bồ Tát ấy có thể tự lợi lợi tha chính đáng nên cùng với tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian làm ruộng phước thanh tịnh, có thể thọ nhận tất cả sự cung kính cúng dường của trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa do tâm lực vô lậu địa các tướng nên có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Lại nữa thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu Bát Nhã. Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy một pháp nhỏ nào thật có thành tựu, nghĩa là chẳng thấy sắc thật có thành tựu, chẳng thấy thọ tưởng hành thức thật có thành tựu, chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy thọ tưởng hành thức diệt, chẳng thấy sắc là loại tăng trưởng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là loại tăng trưởng, chẳng thấy sắc là loại tổn giảm, chẳng thấy thọ tưởng hành thức là loại tổn giảm, chẳng thấy sắc có chứa nhóm, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có chứa nhóm, chẳng thấy sắc có ly tán, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có ly tán. Như thật quán sắc là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thọ tưởng hành thức là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn xứ thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thật có thành tựu, chẳng thấy nhãn xứ sanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ sanh, chẳng thấy nhãn xứ diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ diệt, chẳng thấy nhãn xứ là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhãn xứ là loại tổn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là loại tổn giảm. Chẳng thấy nhãn xứ có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có chứa nhóm, chẳng thấy nhãn xứ có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có ly tán. Như thật quán nhãn xứ là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại.
Chẳng thấy sắc xứ thật có thành tựu, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ thật có thành tựu. Chẳng thấy sắc xứ sanh, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ sanh. Chẳng thấy sắc xứ diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ diệt. Chẳng thấy sắc xứ là loại tăng trưởng, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là loại tăng trưởng. Chẳng thấy sắc xứ là loại tồn giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là loại tồn giảm. Chẳng thấy sắc xứ có chứa nhóm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có chứa nhóm. Chẳng thấy sắc xứ có ly tán, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có ly tán. Như thật quán sắc xứ là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thanh hương vị xúc pháp xứ là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn giới thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thật có thành tựu. Chẳng thấy nhãn giới sanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới sanh. Chẳng thấy nhãn giới diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới diệt. Chẳng thấy nhãn giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là loại tăng trưởng. Chẳng thấy nhãn giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là loại tồn giảm. Chẳng thấy nhãn giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có chứa nhóm. Chẳng thấy nhãn giới có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có ly tán. Như thật quán nhãn giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy sắc giới thật có thành tựu, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới thật có thành tựu. Chẳng thấy sắc giới sanh, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới sanh. Chẳng thấy sắc giới diệt, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới diệt. Chẳng thấy sắc giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới là loại tăng trưởng. Chẳng thấy sắc giới là loại tồn giảm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới là loại tồn giảm. Chẳng thấy sắc giới có chứa nhóm, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có chứa nhóm. Chẳng thấy sắc giới có ly tán, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có ly tán. Như thật quán sắc giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán thanh hương vị xúc pháp giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn thức giới thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới thật có thành tựu. Chẳng thấy nhãn thức giới sanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới sanh. Chẳng thấy nhãn thức giới diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới diệt. Chẳng thấy nhãn thức giới là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là loại tăng trưởng. Chẳng thấy nhãn thức giới là loại tồn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là loại tồn giảm. Chẳng thấy nhãn thức giới có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có chứa nhóm. Chẳng thấy nhãn thức giới có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có ly tán. Như thật quán nhãn thức giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy nhãn xúc thật có thành tựu, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc thật có thành tựu. Chẳng thấy nhãn xúc sanh, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc sanh. Chẳng thấy nhãn xúc diệt, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc diệt. Chẳng thấy nhãn xúc là loại tăng trưởng, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là loại tăng trưởng. Chẳng thấy nhãn xúc là loại tồn giảm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là loại tồn giảm. Chẳng thấy nhãn xúc có chứa nhóm, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có chứa nhóm. Chẳng thấy nhãn xúc có ly tán, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có ly tán. Như thật quán nhãn xúc là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là hư vọng, chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thật có thành tựu. Chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra thật có thành tựu. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sanh. Chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra sanh. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra diệt. Chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra diệt. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là loại tăng trưởng. Chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là loại tăng trưởng. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là loại tồn giảm. Chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là loại tồn giảm. Chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có chứa nhóm.
Chẳng thế các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có chứa nhóm. Chẳng thế các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có ly tán. Chẳng thế các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có ly tán. Như thật quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu thật có thành tựu. Chẳng thấy tất cả pháp vô lậu thật có thành tựu. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu sanh, chẳng thấy tất cả pháp vô lậu sanh. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu diệt, chẳng thấy tất cả pháp vô lậu diệt. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu là loại tăng trưởng. Chẳng thấy tất cả pháp vô lậu là loại tăng trưởng. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu là loại tồn giảm. Chẳng thấy tất cả pháp vô lậu là loại tồn giảm. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu có chứa nhóm. Chẳng thấy tất cả pháp vô lậu có chứa nhóm. Chẳng thấy tất cả pháp hữu lậu có ly tán. Chẳng thấy tất cả pháp vô lậu có ly tán. Như thật quán tất cả pháp hữu lậu là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Như thật quán tất cả pháp vô lậu là hư vọng chẳng bền chắc, thật không tự tại. Đại Bồ Tát ấy khi quán như thế, chẳng đắc tự tánh của sắc, chẳng đắc tự tánh của thọ tưởng hành thức, chẳng đắc tự tánh của nhãn xứ, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắc tự tánh của sắc xứ, chẳng đắc tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắc tự tánh của nhãn giới, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắc tự tánh của sắc giới, chẳng đắc tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắc tự tánh của nhãn thức giới, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắc tự tánh của nhãn xúc, chẳng đắc tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng đắc tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắc tự tánh của tất cả pháp hữu lậu, chẳng đắc tự tánh của tất cả pháp vô lậu. Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, phát sanh tin hiểu sâu sắc. Đại Bồ Tát ấy đối với sự việc như thế sanh tin hiểu rồi, có thể hành pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đại Bồ Tát ấy khi tu hành như thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không chấp trước, nghĩa là chẳng chấp trước sắc, chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức, chẳng chấp trước nhãn xứ, chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng chấp trước sắc xứ, chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng chấp trước nhãn giới, chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng chấp trước sắc giới, chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng chấp trước nhãn thức giới, chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng chấp trước nhãn xúc, chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước địa giới, chẳng chấp trước thủy hỏa không không thức giới, chẳng chấp trước nhân duyên, chẳng chấp trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng chấp trước vô minh, chẳng chấp trước hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng chấp trước bố thí ba la mật đa, chẳng chấp trước tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước pháp không nội, chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng chấp trước chân như, chẳng chấp trước pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng chấp trước bốn niệm trụ, chẳng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng chấp trước thánh đế khổ, chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chẳng chấp trước bốn tịnh lự, chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng chấp trước tám giải thoát, chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng chấp trước năm loại mắt, chẳng chấp trước sáu phép thần thông, chẳng chấp trước mười lực Phật, chẳng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng chấp trước đại từ, chẳng chấp trước đại bi, đại hỷ, đại xả. Hết quyển thứ 377.